Tình cũ 5 năm của Hat Henye có động thái đặc biệt, nghi vấn tái hợp nàng hậu sau 6 tháng chia tay. Trên trang cá nhân, bạn trai cũ của Hat Henye gây chú ý khi có động thái liên quan đến nàng hậu kèm theo thái độ đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên anh chàng nhắc đến bạn gái cũ kể từ khi chia tay vào tháng 4 năm 2023. Vừa qua, Hat Henye gây chú ý khi chính thức tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cho đến mới đây, dưới phần bình luận của bài đăng trên mạng xã hội về nàng hậu, bạn trai cũ của Hat Henye liền có chia sẻ ủng hộ nàng hậu khiến ai nấy không khỏi bất ngờ, hay quá mê quá. Ngay sau khi bình luận, chia sẻ này của bạn trai cũ Hat Henye đã gây xôn xao. Qua đó, nhiều người còn đặt nghi vấn cả hai đã tái hợp sau khi đường ai nấy đi hoặc một số cho rằng cả hai vẫn giữ được mối quan hệ vô cùng văn minh dù đã chia tay. Hat Henye quen bạn trai từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Giữa tháng 7 tháng 2019, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam thừa nhận đang yêu nhưng từ chối tiết lộ diện mạo và danh tính bạn trai vì muốn bảo vệ sự riêng tư cho anh và gia đình. Theo người đẹp chia sẻ, bạn trai là người tử tế, chân thành. Anh sống kín tiếng và âm thầm đứng sau hỗ trợ công việc cho cô. Trước đó, Hat Henye và bạn trai cũng từng có khoảng thời gian chia tay rồi tái hợp. Trong một bài phỏng vấn với truyền thông, Hat Henye từng xác nhận việc cô từng yêu và chia tay nhưng hiện tại đã trở về bên nhau. Thời điểm chúng tôi chia tay là chia tay thật, khoảng 2-3 tháng gì đó. Sau khi quay lại, mọi người đều nghĩ là chúng tôi đã toang rồi. Nguyên nhân chia tay là vì lần đầu tiên quen một người, tôi tưởng tượng tình yêu sẽ như trong phim nhưng thực sự nó không giống như vậy. Bây giờ tôi nhẹ nhàng hơn, phải tự làm cho mọi thứ lãng mạn hơn. Dù vậy, sau thời gian yêu đương, vào tháng 4 tháng 2023, Hat Henye xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống độc thân cùng lịch trình làm việc dày đặc và hoàn toàn không nhắc gì đến bạn trai cũ. Trên trang cá nhân, cô từng lên tiếng về việc chia tay, phải công nhận nhờ có yêu và chia tay nên tôi có nhiều cung bậc cảm xúc, biết nghe bài Thất tình xưa nay chưa bao giờ nghe. Cảm ơn những năm tháng vừa qua, tình có mà duyên chưa có. Hat Henye từng đưa ra quan điểm về tình yêu, trong tình yêu không có khái niệm xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Đã yêu rồi thì tất cả mọi chuyện khác đều không quan trọng. Quan trọng nhất là người đó có yêu mình hay không mà thôi. Anh ấy hay làm những trò ngộ nghĩnh khiến Hen cười. Có khi người ngoài nhìn sẽ thấy kỳ, nhưng Hen nhìn thì thấy vui và thích. Tình yêu là thế, có những điều chỉ có hai người hiểu và lý giải được. Hat Henye và bạn trai đã có nhiều năm gắn bó, thường xuyên úp mở những khoảnh khắc ngọt ngào liên quan đến đối phương trước khi chia tay. Do đó, cộng đồng fan của cô cũng mong cặp đôi có thể trở lại, đặc biệt khi cả hai cũng không vướng những tranh cãi gì quá lớn về mặt đời tư. Những ngày vừa qua, Hat Henye là tâm điểm trên mạng xã hội vì vướng tranh cãi khi đặt câu hỏi kém duyên với thí sinh ở Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023. Cả gia đình em leo lên một con thuyền đó có em, ba mẹ và em trai. Không may thuyền đó bị chìm và tất cả mọi người rơi xuống biển, thì người đầu tiên em cứu là ai? Netizen nhận xét câu hỏi của cô, dù xuất phát từ cá nhân hay thuộc danh sách câu hỏi có sẵn từ ban tổ chức cũng không phù hợp để đánh giá thí sinh, thậm chí thiếu tinh tế. Ngoài ra, trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Hat Henye thừa nhận với ca sĩ Nguyên Hà rằng bản thân là người không giỏi ăn nói. Sau đó, cô vẫn cố gắng bắt chuyện kết thân với các đồng nghiệp khác. Trong phòng chờ của chương trình, Hat Henye đã thẳng thừng nói nốt ruồi mới chấm của Diệu Nhi không phong thủy, không tốt. Phát ngôn của nàng hậu khiến bà xã Anh Tú có biểu cảm sượng chân, phải gấp rút cầu cứu Lan Ngọc. Ngọc lên đây nói chuyện với bé Hen dùm em đi, năng lượng này em chưa hấp thụ kịp.